Nói thật sự là cái quán ốc nhà tôi nó ở trong ngõ nhỏ, phố nhỏ thật, nhưng lúc nào cũng đông khách. Cũng một phần vì ốc ngon, cái món ăn nó phải ngon, nó đa dạng. Và cũng có một phần hiếu kỳ về tiếng đàn violon của tôi. Rẽ nhà số 10, rẽ nhà trái, rẽ trái nhà số 10. Trái nhà số 10. Nếu ví dụ có ai mà hỏi tôi là đàn violon nó sang trọng mà chơi những bình dị như này thì tôi nói thẳng luôn. Tại sao không? Ăn cái con ốc mà nhảy bằng cái que tre hoặc là bằng một cái kim mà lại nghe cái tiếng violon. Hình như là nó có một cái điều gì đó đằng sau nhỉ? Bác ăn ốc thì thường hay là luộc với hấp nhiều hơn, người miền Nam thì hay là xào nhiều hơn. Thì ốc luộc thì muốn ngon thì phải có nước chấm ngon, giống như là vợ với chồng ấy. Ở đây mà chúng ta vừa ăn xong thì theo tôi lại còn thêm một nhận xét nữa, đó là cái tiếng violon. Thì đó là một sự hấp dẫn mà khiến cái chỗ bán ốc này nó rất là xa, đúng không? Đi ngõ sâu xa như vậy, thế mà người ta vẫn cứ tìm đến. Quay lại ra nhà số 10 gửi hộ tôi đi, nhanh lên, quay đi. Quay đi, quay ra nhà số 10 gửi đi. Cái cơ duyên đến với cái đàn violon đó là cách đây mấy chục năm, từ hồi năm 72-75 ấy, thì mình được vào một cái đội văn nghệ xung kích, xong rồi tập tành, xong rồi biểu diễn để có một số cái sự kiện. Thế sau đó phục vụ xong những cái sự kiện quan trọng ấy rồi thì đội văn nghệ cũng tan rã thôi, bởi vì cuộc sống vì miếng cơm manh áo mà, thế là cho nên bọn mình cũng mỗi người một nơi. Thế sau rồi lấy vợ thì vợ bán ốc. Thì bắt đầu bán ở trong nhà thì mình mới mang cái đàn ra mình sửa đi mình chơi. Bởi vì bỏ mấy chục năm rồi thì đàn nó cong queo cũ kỹ rồi. Thế sửa đi chơi thì mới đầu thì là người ta cũng chỉ ăn ốc thôi. Nhưng người ta lại bắt đầu từ đấy người ta thấy hay, người ta cứ đồn nhau. Rồi đến đây ăn ốc được nghe nhạc mà lại miễn phí, mà mình thích kiểu gì cũng được chẳng hạn thế. Nói chung là nếu không có cái gánh ốc của vợ mình thì cuộc sống của mình không biết đi đến đâu. Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em. Thì nói về chuyện ăn ốc ấy, thì tôi cũng là người chuyên gia nghiên cứu ẩm thực, đi cũng khá nhiều nơi trên thế giới. Thì ốc của tôi từng ăn ở Pháp, món fagot thì là cái món ăn thì rất là kiểu cách. Người ta dùng bơ rồi dùng lá thơm rồi là cho vào lò nướng, và có một cái kẹp sắt rất đẹp, rồi là lấy con ốc ra ăn. Thế nhưng mà cái cách thức ăn thì tôi cảm thấy như người Pháp ấy, là rất là thanh cảnh lịch sự, và đặc biệt là trong không gian khá yên tĩnh. Nếu mà ăn ốc ở Hà Nội này thì lại là
ăn cái con ốc mà nhảy bằng cái que tre hoặc là bằng một cái kim mà lại nghe cái tiếng viêu lông. Tại sao người Hà Nội lại thích sự kết hợp này đến như thế? Cảnh món ăn Hà Nội thì có rất nhiều loại món ăn, có những món ăn ngon nổi tiếng mức độ người ta phải tự tìm đến, nhưng có những món ăn lại tự tìm đến người ăn đấy qua những cái cách thức bán hàng hết sức là độc đáo và đặc biệt. Chúng ta sẽ phải tìm hiểu xem là vì sao mà những món Hà Nội ngày xưa lại ăn sâu vào trong cái tâm trí người Hà Nội như vậy. Khi mà bạn đang xem những ảnh này, tôi cho rằng là các bạn là may mắn hơn rất nhiều người trong số chúng tôi, những người Việt Nam, người Hà Nội. Ví dụ như món phở hoặc món bún chả thì mình có thể ngồi và mình xem người ta làm. Nhưng món này thường là được làm một nơi, sau đó thì là được đem đi bán dạ. Nhà tôi bán hàng từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Cái bánh khúc này thì nó lại không như anh bán phở, bán bún để mà mang ra mình vừa làm vừa bán cho khách được. Vì này này, nó kích xích lắm. Thế thì nó làm ở trong, nghĩa là làm trong hậu trường. Đấy. Thế thì mình phải làm sao giữ được cái hương vị nhá. Cái độ ngon này, độ dẻo thơm. Để làm ra một cái bánh khúc ngon ấy thì mọi người sẽ không tưởng tượng được là nó sẽ vất vả như thế nào. Cái bánh khúc đầu tiên là ở cái khâu gạo. Chọn gạo, gạo không phải ở vùng nào cũng làm ra được cái bánh khúc đấy. Xem cái hạt gạo đấy là nó già nắng hay là non nắng thì là để mình sẽ điều chỉnh cái kỹ thuật làm. Thế còn đỗ thì cũng thế, đỗ là phải nó thật là phải chuẩn. Linh hồn của món anh này là rau khúc. Thế nói về cái cây rau khúc thì nó mọc ở những cái vùng ven Hà Nội ấy. Tiêu chuẩn của cái rau khúc ấy là mình nên lấy cái rau khúc bánh tè không quá già mà cũng không quá non, thì mình vào cái sản phẩm của mình. Mình vừa làm nó cũng vừa dễ mà cái độ thơm của nó là có một cái mùi thơm đặc trưng. Chỉ 15.000 một cái bánh khúc nhưng đã được một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng. Người Hà Nội ăn bánh khúc ấy thì là có thể là ăn ban ngày, có thể ăn ban đêm hoặc bất cứ lúc nào mà khi đói. Thế thì ban ngày thì là có những cái điểm người ta bán là bánh khúc. Đấy.
thì mình có thể mua ở đấy. Còn buổi đêm ý, thì là lại một hệ thống bán hàng khác, tức là những người mà có một cái xe đạp và cái thùng bánh đằng sau và ủ rất là ấm, và người ta cứ đi dạo khắp mọi nơi ở Hà Nội, người ta giao là ai mới khúc đây. Về người bán hàng đó là người ta đi bộ, đi xe đạp, thế rồi có khi đội nón, đúng không, những người mẹ người chị rong ruổi khắp nơi với những tiếng giao hàng ngày, một ngày nói đến hàng trăm hàng nghìn lần. Đó là một cái sự nhận diện rất là khái quát thôi. Nhưng mà có thể là các bạn cũng chưa, có một điều mà các bạn có thể là cũng chưa nhìn thấy ở đây, đó là đằng sau những bước chân đó, đó chính là gia đình. Ai ăn xôi đây? Xôi lạc, xôi dừa, xôi xéo, đỗ đen, bánh khúc đây. Ai ăn xôi nào? Tôi đi bán lúc 10:30 thì kết thúc đến 2 giờ. Tôi nào? Ai ăn xôi đây? Có xôi gì? Xôi lạc, xôi dừa, xôi xéo, đỗ đen, bánh khúc đây. Ăn xôi gì đấy nhỉ? Không có khách cả hôm nay, thì hôm nay cuối tuần mà không khách đông lắm mà. Ừ, xôi xéo đấy. Ở quê chúng tôi làm ruộng vất vả thì mình lên đây mình mưu sinh như này để kiếm đồng tiền về nuôi các con ăn học. Trong quá khứ ngày xưa thì giao mồm nó mệt quá, thì mệt quá là tôi cứ dắt bụng đi, làm lúc đi cứ dọc đường đi, ai mà cảm thấy mà cứ nhìn thấy hỏi bán gì không mua thì mua. Tôi cũng có như là vượt qua cái tất cả là vì là con đi nơi nào mình nghĩ đến con cái tương lai của con thì mình hy sinh đời bố để củng cố đời con, nên mình cũng là nghĩ là vất vả mình nhưng mà mình muốn cho con cái mình cho sau này nó đỡ khổ thì mình phải vượt qua tất cả. Tôi lạc, tôi dừa, tôi kéo, đỗ đen, bánh khúc đây. 6 năm gần đây tôi là làm cái loa này thì là nó đỡ vất vả bao nhiêu, nó không có vất vả như ngày trước, nên là có cái loa này thì mình nhẹ nhàng mà không phải mất hơi mất sức, thì mình cứ đạp xem là mình bật loa lên là cái loa nó giao thay mình, nên cứ thế là đi thôi. Với tôi thì cũng là cái người mà hay đi lang thang ở Hà Nội, và trong những nhiều khi mà đi thì tôi nghe như lại nghe những tiếng giao của thời thơ ấu. Ai ăn xôi nào? Ai ăn xôi đây? Tôi làm xôi dừa, xôi xéo, đỗ đen, bánh khúc đây. Ai ăn xôi nào? Có bánh khúc em ạ. Bánh khúc tươi hả chị? Bánh khúc tươi, nóng ngon lắm. Và đôi khi trong cái việc mua đó, mình cũng mong muốn là ủng hộ những người bán hàng một chút gì đó. Đó, ăn luôn nhá. Ăn luôn. Ôi nóng nhỉ? Nóng lắm. Ngon. Đây, tiền em mình. Đây, vợ ăn chưa đi. Cho 2 thìa nhỉ? Ai ăn chung không? 2 thìa đi. 2 thìa rồi. Cho 2 thìa đi chị ạ. Nhiều quá. Cho 2 thìa đi. Rồi. Không ăn 2 thìa đâu.
hai thìa thôi. Hai thìa. Vì nhiều đấy, nay vợ chồng vừa ăn tối rồi. Cái này nha. Phải cho thêm muối vừng. Cứ ăn đi hết đi, chị lại lấy muối vừng cho, ăn thoải mái luôn. Muối vừng này ngon đấy nhỉ? Muối vừng thơm ngon, đưa chị ấy cho thêm nhá, rắc đều nhá. Và tôi cho rằng như vậy là rất thành công, bởi vì đã đánh được đến cảm xúc về lý trí đấy, và cảm xúc là hoàn toàn là người bán hàng lấy được của tôi mỗi lần mua hàng rong như vậy. Hiện nay thì có rất nhiều lý thuyết dạy bán hàng, nhưng tôi nghĩ cái phương pháp bán hàng bằng tiếng giao vẫn là những cái phương thức đặc biệt nhất, là lấy được cảm xúc. Hai em tôi đây, tôi lạc, tôi dừa, tôi kéo, đỗ đen, bánh phúc đây. Hai em tôi nào. Hai em tôi đây. Cách thức bán hàng, đặc biệt là cái món ăn kết hợp với âm thanh thì bây giờ lại được rất nhiều người vận dụng. Thế nhưng mà bây giờ có những người ta vận dụng những âm thanh mà không liên quan gì đến món ăn của người ta, nhưng mà người ta lại rất thành công. Đấy, thế thì đấy là một câu chuyện hết sức thú vị của ẩm thực. Thường thường tôi ra khỏi nhà lúc 9 giờ, tôi đi bán hàng. Mà trong lúc bán hàng tôi chỉ lắc chuông thôi. Ở các địa phương khác đến thì không hiểu tại sao tôi lại lắc chuông thì bán có nhỏ nhỏ. Thế thì là, nhưng mà riêng người Hà Nội mà thấy lắc chuông và bán có nhỏ là người ta biết, người ta mua luôn. Chào bé. Hôm nay bà à, mua mấy? Lâu lắm lắm rồi, đây, cổ đây. Hôm nay bà định mua mấy gói đây? Bao nhiêu gói chị nhỉ? Một gói 8.000, 3 gói 20.000, 4 gói. 40.000. À thế à? 40.000 6 gói được không? Này. Thôi 3 gói. 3 gói, ừ, thứ này lại. Cảm ơn nhá. Dạ. Lấy cái túi đựng nhá. Vâng. Lấy túi không? Đi tìm bác khắp nơi đấy mới mua được đấy. Nghe tiếng chuông mới quay lại nghe hả? Nghe tiếng chuông là nhớ luôn đấy. Nghe tiếng chuông mới quay lại đúng không? Của bác từ thời bố mẹ em cơ mà. Ừ, đúng rồi. Vâng. Thường thường hàng ngày mà khi tôi bán hết gói nhỏ rồi thì lại quay về hàng thiếc, bán hàng thiếc tôi lại lấy tiếp tục lấy thêm hàng để tôi bán. Vâng, chào bác ạ. Ừ. Hôm nay bác bán hàng không? Ừ. Bác này cũng bán được đắt hàng, vâng. Về lấy thêm. Bây giờ bác này lấy thêm, bác lấy một cân nhá. Vâng, em đổ cho bác. Bác vào bác gói nha, bác lại đi cứ bán tiếp nhá. Gói nhỏ nhỏ bằng giấy đấy, bố tôi vẫn đi bán. Bố tôi mất rồi thì đến chị gái tôi là cô Oanh, cô vẫn đi bán là cái món lạc rang. Lạc nhà tôi là tẩm ướp tất cả số vị thuốc bắc để thành húng liu. Vì rang nên chúng tôi vẫn giữ lại cổ truyền là rang toàn bộ bằng cát. Cát thì nó giữ nhiệt, cát là để cho cái hương liệu nó mới thơm được. Còn nếu không cát, không có cát, không giữ nhiệt thì cái hương liệu của nó không thể giữ được thơm và giòn lâu được. Thế là bố tôi muốn là lắc cái chuông như thế thì nó rõ ràng hơn. Và khi mà giao bán thì tuổi nhiều thì nó không được rõ lắm. Thì là cứ theo cái chuông thì nó có tiếng đặc biệt, người ta biết đấy là chuông bán lạc rang húng liu thì người ta đến tôi cứ gọi tôi mua. Chào 26, hôm nay quen
hết rồi nào. Dạ, cô anh. Ừ. Đây bán được nhiều hàng cô. Từ sáng giờ cô bán được nhiều lắm. Hôm nay nhiều người mua. Ừ. Cô ăn có chứ. Có hai gói. Ừ, hai gói. Cô bán ba gói 20.000 đấy. Ăn một gói thì mua tất. Vâng rồi. Các cháu nhá. Cái kiểu ăn lạc này cũng rất cầu kỳ, phải mở này đúng không? Nó mở trên nó không mở dưới được. Mở dưới đất rơi. Mở dưới đất rơi. Ôi, không phải nhiều người biết không ạ? Không. Nhiều người không biết mở từ trên đâu, cứ ngồi. Mà ngồi mà kiểu... Xoay cho cái túi lạc này cũng loạn. Cũng là khó đúng không cô? Đổ nhiều ra tay cho đầy. Hạt vẫn đều như mọi khi đúng không cô? Đấy, chuẩn. Thứ nhất là hạt đều. Thứ hai là vẫn giòn như mọi khi nhỉ? Lạc rất ngon rồi. Nhưng mà thực ra nhớ cô anh là do tiếng chuông của cô. Đúng rồi. Cháu xem cái này cái. Đây, đây. Người lên này, không à? Lạc giang không? Lạc giang. 20.000 ba gói. Mua luôn. Có tiền ta mua luôn đi hộ cái. Mỏi tay thôi. Có tiền ra đây ba gói đây. Mặc dù có thể phát lên từ một cái giọng của một người phụ nữ ở vùng nông thôn, hoặc là thậm chí là một tiếng chuông leng keng từ một cái chuông rất là cũ, rỉ sét. Thế nhưng mà những cái âm thanh nó phát ra là một sự kỳ diệu. Nó làm người ta nhớ đến, không chỉ nhớ đến món ăn đâu, mà sau thời gian các năm tháng người ta nhớ đến cả một thời, một ký ức mà rất là sâu đậm. Các bác cứ ăn đi, bán 10.000. Bán vừa biếu. Có chị, đây đây, rồi thợ chỉ phải đến nghề đấy rồi. Cho ba người kia đi kìa. Túi kia đây. Ăn thử nhá để xem. Ăn đi, đang ăn đi. Với tôi thì là đi bán hàng này thì mình bán hàng là khách luôn là thượng đế. Giao thì phải nhẹ nhàng, êm ái, phải nghe, phải ngọt ngào. Đường phố nghe ai cũng thích, muốn mua không ăn người ta cũng muốn ăn. Đấy, thế, không ăn muốn ăn. Và với tôi thì những tiếng chuông, tiếng dao của người Việt nó có tính nhạc, vì thế nó dễ ăn sâu vào tiềm thức và trở thành một phần của cuộc sống. Ai ăn xôi đây? Xôi lạc, xôi xéo, xôi dừa bánh cúc đây. Ai ăn xôi đây? Xôi xéo, xôi dừa, xôi nóng đây. Ai ăn xôi đây? Xôi lạc, xôi xéo, xôi dừa, bánh cúc đây. Ai ăn xôi nào? Sửa đến Giáng sinh rồi tặng cả nhà bài sinh con veo nhá, mùa hè nhá. Nếu ví dụ có ai mà hỏi tôi là đàn violon nó sang trọng mà chơi những bình dị như này thì tôi nói thẳng luôn, tại sao không? Tôi thì không nói gì, tôi cứ cho là nghệ sĩ đi, còn nghệ sĩ thì nó hơi cao sang. Nhưng mà vợ tôi thì đúng là phải một nghệ sĩ đầu bếp thật. Tôi dám khẳng định, bởi vì sao? Tự vợ tôi nghiên cứu mầy mò và làm được tất cả các món ngon ở trong cái quán ngày của nhà mình, không có ai dạy. Hai nghệ sĩ mà trên hai lĩnh vực khác nhau mà đứng chung nhau một sân khấu như thế này thì quá bình thường mà rất là hạnh phúc đấy. Theo tôi thì người Hà Nội khi đã nấu ăn dù bữa cỗ rất thịnh soạn hoặc là những món ăn đơn giản thì họ đều đặt cái tâm trí và những bí quyết của mình vào đấy. Khi mà đến cái quán ốc này ăn ốc xong ta về ta lại mang thêm được
nhiều cảm xúc về nữa. Đối với tôi đó là một trải nghiệm thật là tuyệt vời.